Rồi đề số 11 nha con. Câu số 1. Câu số 1. Nhận xét nào sau đây là đúng khi nói về phương và chiều của lực đẩy Archimedes và trọng lực? Nhận xét nào sau đây là đúng khi nói về phương và chiều của lực đẩy Archimedes và trọng lực? Như vậy thì khi mà một vật ở trong lòng chất lỏng như thế này, anh ta chịu bao nhiêu lực tác dụng mấy đứa nhỉ? Đây. Anh ta chịu bao nhiêu lực tác dụng nhỉ? Hưng, Hưng. Đó là ai? Đúng rồi, trọng lực thì đi xuống, lực đẩy Archimedes thì đi lên. À, vậy thì hai lực này con thấy nó như thế nào đây? Về phương và chiều. Đúng rồi, cùng phương ngược chiều. Chọn cho cô nghe nè. Rồi, câu A đúng nha. Câu A cùng phương ngược chiều. Câu A đúng. À, câu A này đúng này. Câu tiếp theo. Câu số 2. Tại sao mũi đinh thường làm nhọn? Chưa nhìn vào đáp án đâu. Chúng ta cứ suy nghĩ là tại sao mũi đinh làm nhọn? À, làm nhọn có nghĩa là gì? Mũi đinh của chúng ta thông thường là sẽ đóng vô những cái vật khác. À, vậy thì tại sao anh ta làm nhọn ngay chỗ này? Tại sao làm nhọn? Tại sao làm nhọn đấy? Nói nghe nào. À, để đóng vào tường cho nó dễ. Thế tại sao lại làm nhọn, lại đóng vào tường cho nó dễ? Chính xác. Bởi vì sao? Khi anh ta làm nhọn thì có một cái vấn đề đưa ra là diện tích tiếp xúc. Diện tích tiếp xúc giữa các mũi đinh và cái gì nhỉ? Và cái vật cần đóng á, lớn hay nhỏ? Đúng, nhỏ. Mà diện tích tiếp xúc nhỏ thì theo công thức P bằng F chia S thì áp suất gây ra sẽ như thế nào? Lớn. À, đó là cái khái niệm ban đầu mà chúng ta phải nhớ, phải biết. Vậy thì ở đây đối với câu 2 nè. Câu D. Khi chúng ta làm nhọn mũi đinh thì diện tích tiếp xúc nhỏ, diện tích tiếp xúc nhỏ thì áp suất tỷ lệ nghịch với diện tích mà. Diện tích tiếp xúc nhỏ thì áp suất của chúng ta tăng. Chọn câu D nha. 2D. Câu tiếp theo. Đơn vị của áp suất chất lỏng thì con bảo là nó có mấy đơn vị nhỉ? Đúng, 2, đó là gì? Đúng, Newton đây, đúng rồi, mét vuông và Pascal. Chúng ta sẽ chọn câu gì đây? Nha. Chọn câu gì? Rồi, chính xác câu C. Câu 3C. Nghe giảng nha, tuần sau chúng ta thi rồi, tập trung vô. Câu số 4. Cứ đọc cái đề, đọc xong cái đề là phải hình dung luôn cách giải thì chúng ta mới nhớ được vấn đề nha, chứ không phải là đọc luôn đáp án rồi chúng ta mới suy ra. Chúng ta cứ đọc xong cái đề, chúng ta suy nghĩ thằng nào là thằng trọng tâm, thằng nào là thằng chúng ta khai thác ra, sau đó chúng ta mới nhìn vô đáp án. Rồi câu này, câu 4 này khai thác từ đâu đây? Rồi không, từ từ con này, con nhìn vô cái câu này thì cái câu nào là cái câu trọng tâm của chúng ta, cái chữ nào là cái chữ trọng tâm để con khai triển ra. Đúng rồi, chúng ta sẽ bám vô cái dữ kiện càng sâu. Càng sâu nghĩa là gì? Nghĩa là gì đây Việt Anh nhỉ? Đúng, chính xác. Lớn. Mà áp suất chất lỏng công thức của chúng ta là gì? H lớn thì áp suất chất lỏng của chúng ta sao? Rồi, đó là hình dung ban đầu. Bây giờ nhìn đáp án, nên chọn cái nào? Vì chiều cao cục chất lỏng lớn, đúng nha. Vì chiều cao cục chất lỏng đúng. Câu số 5. Câu số 5. Câu số 5. Đọc cái đề câu số 5 nào Vinh ơi. Thì lực đẩy Archimedes tác dụng lên vật là 5 Newton. Thằng này ký hiệu bằng chữ gì? Rồi, FA. FA bằng gì con?
Rồi, chính xác. Biết trọng lượng riêng của dầu là thằng này ký hiệu là bằng chữ gì? Rồi, bạn bảo trọng lượng riêng là D lớn hay D nhỏ? Quay. Phương, chúng ta có đề cập đến vấn đề là hai chữ D. Một là D nhỏ, hai là D lớn. D nhỏ là gì Phương? Việt Anh trả lời sai mấy lần luôn à? Xấu hổ, cô Hiền mới nhắc kìa. Thằng Việt Anh chiều nay bị ai nhập trả lời sai mấy lần? Ừ, D nhỏ là trọng lượng riêng của chất lỏng. Bé Phương nha, thằng Vinh nó vừa nói xong D nhỏ là trọng lượng riêng của chất lỏng mà con không nói được nghe. D lớn là gì đây Hưng? Đúng, khối lượng gì? Đúng, chính xác, khối lượng riêng. Nha, mấy anh này chiều nay ngồi lại đi, tôi hỏi mà không biết thì ngồi lại mà học hết toàn bộ công thức nha. Thì chỗ này, cái thằng 8 thì Newton này chúng ta ký hiệu bằng chữ gì đây? Vân. Rồi, D nhỏ bằng 8.000 Newton trên mấy khối. Tiếp theo, bảo chúng ta tính gì? Rồi, thể tích ký hiệu bằng chữ gì? V bằng bao nhiêu? Rồi, vấn đề đầu tiên, nhìn xem thử đổi có đổi đơn vị không? Có cần đổi đơn vị không? Có cần đổi đơn vị gì không? Không. Thì chúng ta sử dụng công thức gì để tính về? FA bằng D nhân V. Suy ra V bằng gì? Chia cho D. FA là bằng 5. Rồi, á cái gì? Á cái gì đây? Á có nghĩa là sai cái gì? Xem thử. Rồi, con thấy là D nhân V đúng không? Tính V thì chuyển cái D này qua bên này đúng không? Chuyển V thì làm sao? Ờ, đây là nhân thì chuyển qua bên này thành gì? Chia sao ở đây là nhân nữa? Ờ, nãy làm đúng rồi còn đổi nữa. Vô vị quá. Nha. FA làm gì với D đây? FA chia. Học gì chả chắc vậy. Bằng gì đây? Con dùng máy tính con bấm chứ con ngồi con chống cầm thì bao giờ cho nó ra Vinh? Con dùng máy tính con bấm. Nhanh lên cô không có thời gian. Rồi, giải biết bao nhiêu buổi rồi bây giờ đơn vị thể tích là mấy? Giải biết bao nhiêu buổi rồi bây giờ đổi đơn vị, đổi ra V bằng FA nhân D. Ủa chọc điên lên à. Học dạy thì làm sao mà đi thấy. Rồi đây là đơn vị mấy khối. Nhưng mà chỗ này nó là cm khối hết. Thì hãy nhớ cho cô công thức đổi đơn vị từ mấy khối sang cm khối. Mấy khối nè sang cm khối. Nhân số 1 mấy khối qua đề xi mấy khối là bỏ thêm bao nhiêu chữ số 0? Mấy khối qua đề xi mấy khối bao nhiêu? Mũ 3 này là 3 chữ số 0. Nhưng mà nó chưa qua cm khối. Bỏ thêm từ đề xi mấy khối qua cm khối là bỏ thêm bao nhiêu chữ số 0 nữa? 3 chữ số 0 nữa. Đó, đây là từ mấy khối sang cm khối nhân cho 1 triệu. Ngược lại là làm sao? Chia. Chia bao nhiêu? Chia cho 1 triệu. Đó. Vậy thì chỗ này 0,00625 là mấy khối? Mấy khối qua cm khối nhân. Nhân cho 1 triệu. Nhân giúp cô cái nào? 6.250. Phải không? Tính lại giúp cô cái 600 hay là 6.000?
Rồi 625. Đơn vị là centimeter. Họ chúng ta là vật nổi hay chìm hay là lơ lửng? Đây, một loạt cái đám ác. Bây giờ con tóm tắt cho cô đã, rồi chúng ta sẽ suy nghĩ là chúng ta giải bài này như thế nào. Tóm tắt coi nào. Đâu không được. Đi thì đi từ cái đầu, đi cho tới, đi từ cái gốc cho tới cái ngọn, chứ làm sao mà vô giữa. Làm gì đi? Không phải. Cái con số đầu tiên con bắt gặp đó là gì? Đúng rồi, 0,3 kg. Vậy 0,3 kg này ký hiệu bằng gì? Kg là đơn vị của ai? Trời ơi, những cái vấn đề đơn giản như thế này mà giờ còn. Kg là đơn vị của 0,3 kg ký hiệu bằng gì? Ừ, là m bằng 0,3 kg. Khối lượng bây giờ không biết ký hiệu. Học lý kiểu gì vậy không biết. Ai mà hỏi là ai dạy lý con, chắc là nói ra tên cô chắc cô xấu hổ chết. Bây giờ khối lượng không biết ký hiệu gì, xấu hổ chết luôn á. Tiếp. Thể tích 20 cm khối. Cm khối là đơn vị của thể tích. Nhìn con số này ký hiệu bằng chữ gì? Rồi người ta hỏi là nổi chìm lơ lửng hay là nổi rồi chìm. Con muốn biết nó nổi hay nó chìm hay là nó lơ lửng thì con phải so sánh. Con phải so sánh. Vậy so sánh giữa cái gì với cái gì? Nói nghe nào Phương. Con muốn biết nó nổi thì chúng ta có điều kiện gì? Con muốn biết nó chìm thì sao? Rồi, con muốn biết nó lơ lửng thì sao? À, vậy thì con muốn biết là chọn đáp án nào thì bắt buộc con phải so sánh ai với ai? Đúng, F, A và B. Con phải so sánh được, con phải tính ra được hai thằng này. Bây giờ này, nhìn vô đây, cái vấn đề đầu tiên. Cái vấn đề đầu tiên là đổi đơn vị. Rồi, bây giờ nói lại cho cô, một mét khối. Muốn đổi ra xem đi mấy khối. Mấy khối đến đề si mấy khối. Mấy khối muốn bước qua đề si mấy khối thì cho bao nhiêu số 0? Rồi muốn bước thêm qua xem đi mấy khối thì cho thêm bao nhiêu số 0 nữa? À, tức là từ mấy khối sang xem đi mấy khối là nhân cho 1 triệu. Ngược lại là gì? Chia cho 1 triệu. Thì chỗ này từ xem đi mấy khối con bảo là qua mấy khối. Chia cho 1 triệu, chia giúp cô. Chia sao cho đúng. Những người còn lại lấy máy tính. Từ từ. Những người còn lại lấy máy tính kiểm tra kết quả của bạn. Không phải là ngồi đó nhỉ. Đọc lại mình. 0, phải. Hai. Rồi. Viết anh, bạn đúng không con? Rồi, cô bày. 2 x 10 mũ trừ đúng không? Rồi, bây giờ ai sử dụng máy tính thì cô sẽ bày cái tính nè. 20 chia cho 1 triệu. 2 x 10 mũ trừ 5 đúng không? Rồi, bây giờ nè. Shift N lần 1. Chưa ra. Đúng không? Vẫn còn 10 mũ trừ đúng không? Vẫn ra 10 mũ trừ 3 đúng không? Rồi, shift N lần 2. À, 10 mũ 0 tức là 1. Bỏ cái thằng đó đi và chúng ta lấy cái cụm đầu tiên. Là nó sẽ ra nè. 1, 2, 3, 4. 4 số sau dấu phẩy đúng. Rồi, bây giờ vấn đề đầu tiên. Kể từ nay trở về sau. Nếu con gặp cho khối lượng. Suy nghĩ ban đầu của chúng ta phải tính ra ai? Hơn. Cho khối lượng, nhắc mãi rồi. Cho khối lượng mà thì mình... Đúng, chính xác. Phải tính được trọng lượng. Vậy trọng lượng của vật P bằng gì con hề? Hơn.
Đúng, 10 nhân màu. Mờ này có cần đổi gì nữa không nhỉ? Rồi, chính xác. 10 nhân 0,3, những người khác tự động lấy máy tính tính, kiểm tra kết quả của bạn. Rồi, bằng 3 đi ta. Giải quyết xong thằng B. Giải quyết xong thằng B, bây giờ chúng ta đi tìm thằng nào nữa đây? Bé Phương. Đúng, FA là lực gì? À, lực đẩy. Đúng rồi, chính xác, Archimedes. FA bằng gì con? Chính xác, D có chưa? V có chưa? Ờ, nhớ giùm cho cô, V của chúng ta phải lấy đơn vị là mấy khối nha. Là bằng 10.000 nhân, không phải lấy máy tính bấm, 00002 bằng. Bé Phương đọc kết quả, những người khác kiểm tra kết quả. Ờ, 0,2. Rồi chỗ này thấy sao con? Chỗ này con thấy sao? Ờ, con có B rồi nè, con có FA rồi nè. Con có B là 3 Newton, con có FA rồi. Bây giờ con so sánh hai thằng này thôi. Con thấy sao đây? Đúng rồi, FA nhỏ hơn B. Bởi vì sao? 0,2 thì nhỏ ở 3. Nên là vật nổi hay vật chìm đây bé Phương? Đúng, chính xác, vật sẽ chìm. Đó, trình bày bài này vô. Và chỗ này chúng ta sẽ chọn câu B. Rồi rồi, từ từ, từ từ. Nhìn vô cái này, cụm từ nào quan trọng nhất đối với con? Đúng, chính xác. Vật nổi lên. Vật nổi lên, tức là vật chuyển động đi lên. Hệ thức của chúng ta là gì con? Để nó nổi lên, để nó chuyển động đi lên để nổi. Ừ rồi, FA lớn hơn B. Sao mà chỗ này hôm nay cứ ngập ngừng kiểu gì á Vinh ạ? À, con chọn đi con. Câu nào con nhỉ? Ờ, chính xác câu A. Vật nổi lên nha. Vật nổi lên thì FA sẽ lớn hơn B. Và chúng ta sẽ chọn câu A. Chọn câu A, đây. FA lớn B và B nhỏ hơn FA. 1A. Câu 2. Ờ, chính xác. À, một máy bay đang chuyển động trên đường băng để cất cánh. Đối với hành khách đang ngồi trên máy bay thì, à, đối với thằng hành khách này, máy bay đang chuyển động. Sai. Bởi vì khoảng cách giữa cái máy bay này nè và cái hành khách này nè, đây, giả sử như đây là máy bay đi. Đó, đây là hành khách ở bên trong. Khoảng cách giữa cái máy bay và hành khách không thay đổi, tức là chỗ này hắn ta sai. Nó sai chỗ nào? Nó sai ngay chỗ chuyển động này. Sửa lại thành gì? Việc anh. Đúng, đứng yên. Người phi công đối với hành khách đang ngồi trên máy bay thì người phi công đang chuyển động cũng sai luôn. Sửa lại thành đúng đi con. Đúng, người phi công đang đứng yên so với hành khách. Rồi câu C. Đối với hành khách đang ngồi trên máy bay thì hành khách đang chuyển động. Có xét trường hợp này không? Ừ, cùng một thằng, không xét, bỏ. Do đó chỗ này chúng ta chọn câu, câu D. Đúng. Câu số 3, bé Phương. À, bây giờ con nói lại cho cô này. Chúng ta có bao nhiêu loại lực ma sát? Đó là gì? Chính xác. Vậy ma sát trượt nó xuất hiện khi nào? Con còn nhớ không? Đúng. Chính xác. Khi một vật trượt trên bề mặt vật khác. Rồi. Theo con là câu nào? Chính xác. Khi chúng ta viết bảng này thì nó sẽ xuất hiện ma sát trượt giữa ai? Giữa cái viên phẳng này này và mặt bảng. Thì câu D của chúng ta đúng. Thế câu A. Viên bi lăn trên mặt trên cát, nó sẽ là ma sát gì đây bé Phương? Chính xác. Câu này ma sát gì con? Đúng luôn. Câu này, câu này. Chính xác nha. Chỉ có thằng D này là mới là ma sát trượt. À, chọn câu D. Câu số 4. Câu số 4. À, hứng. À, định nghĩa. Nhớ, nhớ lý thuyết không? Nói cho cô nè. Không nhớ lật sách. Rồi. Bây giờ Hưng ơi, Hưng chọn câu nào nè? À, câu B nha. Lực ép
có phương vuông góc, nó là lực ép và nó có phương vuông góc với mặt bị ép. Hai cái từ chốt của chúng ta đó. Câu tiếp theo. Rồi. Kiến thức của đầu kỳ 1. Muốn biểu diễn một vector lực. Bây giờ nè, ghi cái chỗ này vô nha, cô hỏi lại lý thuyết đồng thời mình ôn lại luôn nè. Lực là một đại lượng vector khi nó thể hiện cho chúng ta bao nhiêu yếu tố. Lực là đại lượng vector, phải nói được 4 yếu tố, đúng hay sai con? Rồi bé Phương nói đúng. Hưng. Đúng luôn. Việt Anh. Lực là đại lượng vector. Chúng ta phải nói đến bao nhiêu yếu tố? Rồi chết chùm hết rồi. Lật sách ra. Quay thì lật lại không sao cả. Giữa kỳ 1 mà, đầu kỳ 1 mà. Bài số 4. Ai cũng quên hết á, không phải mình tụi con đâu. Quay lật lại. Khi người ta nói đấy vector, lực là đại lượng vector, phải thể hiện cho cô bao nhiêu yếu tố? Sách. À Vân. Chào ơi, đọc kỹ vô. Đã lật sách rồi mà còn không đọc kỹ nữa bấy. Lực là một đại lượng vector. Lý do vì sao lực là đại lượng vector nha. Để ý câu hỏi của người ta. Chỗ này cô đang ôn lại lý thuyết chứ cô không nói vấn đề về câu 5 đâu. Nghe. Lực là một đại lượng vector. Lực là đại lượng vector này. Khi nó thể hiện cho chúng ta 3 yếu tố. Thứ nhất là gì? Việt Anh nhắc lại cho cô nghe nào con. Độ lớn, phương, chiều, ba thằng. Nhưng khi người ta cái câu hỏi là biểu diễn lực. Biểu diễn lực tức là vẽ ra lực. Thì mình phải thể hiện được bao nhiêu yếu tố? Bây giờ mới là 4 nha. Bây giờ mới là 4 nè. Góc hay còn gọi là điểm đặt nha. Phương, chiều, rồi gì nữa nha. Vân. Độ lớn. Nghe, để ý kỹ câu hỏi. Họ hỏi là lực là một đại lượng vector vì bài biểu diễn lực 4 ý. Cái này là cái hay nhầm, viết cái này vô. Chỗ này là ra câu này là chết rồi, lớp chúng ta chết. Tại vì sẽ chọn sai. Ví dụ như người ta hỏi là lực là đại lượng vector chứ chọn 4 cái hay là chết. Rồi bây giờ câu số 5 hồi nãy đang hỏi bạn nào nhỉ? Việt Anh phải không? Hai đứa nào ta? Vân. Rồi, muốn biểu diễn này. Đây, họ đang hỏi này. Muốn biểu diễn mấy yếu tố? 4 yếu tố, chọn cho cô nè. Câu đi. Nè. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Khi vật của chúng ta chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên. Vật đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đẹp. Nhà cô đang nhắc lại lý thuyết của câu 6 này để ý ghi vô nha. Rồi bây giờ với câu số 6 này mình chọn cái gì đây con Việt Anh? Đúng rồi nha. Vật đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đẹp. Đây. Vật đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đẹp. Câu à. Ghi cái này vô nha, không thừa đâu nha. Ôn lại luôn. Đó là đề số 12. Chúng ta qua đề số 13. Từ chốt trong câu này của chúng ta là từ nào? Đúng rồi. Khi nói về áp lực, vậy áp lực là gì? Nhớ định nghĩa không? Rồi, chính xác nha, hai ý nha. Áp lực là phải nói đến hai ý. Rồi, con chọn cho cô nè.
Câu đề nha. Câu đề đúng. Câu đề đúng. Nói đến áp lực là phải có hai ý. Một là lực ép, hai là phương vuông góc với mặt bị ép. Chọn câu đề. Rồi con còn nhớ công thức áp suất chất lỏng không? Là gì? Đúng. B bằng D nhân H, chọn ngay cho cô. Rồi, chính xác câu B nha. Câu B, B bằng D nhân H. Câu số 2. Vân. À, khúc gỗ với khối thép có cùng thể tích. Có cùng thể tích. Tóm tắt sao nhỉ? V gỗ đúng bằng V thép và bằng một cái V nào đó, đúng không? Được nhúng chìm vào trong nước có nghĩa là gì? Tức là môi trường chất lỏng của nó đều là gì? Môi trường mà hai thằng này được nhúng vào đều là gì? Đúng, đều nhúng vào đê nước. Đê nước này là chung. Người ta hỏi là lực đẩy Archimedes tác dụng lên vật nào lớn hơn? Tức là con phải đi tính ra F gì? FA của ai? Cụ thể FA tác dụng lên gỗ. Và FA tác dụng lên ai? Đúng rồi. Nhưng mà bài này đã làm trắc nghiệm mà bài này mà giải ra là chết. Đúng không? Đúng không Việt Anh? Bài này giải ra là chết. Mà chúng ta phải nhớ FA của chúng ta là bằng gì? Chỉ cần nhớ FA của chúng ta là bằng gì? D nhân V. Đó. Vậy thì hai thằng này đều nhúng chìm vào trong nước có cùng D không? Ừ, cùng D. Ờ, thế có cùng V không? Ừ, cùng D, cùng V, cùng D, cùng V thì FA như thế nào? Khác nhau hay là bằng nhau? Nó cùng D rồi, nó bằng nhau về D rồi, nó bằng nhau về DV rồi, thì FA nó có khác nhau không? À, thằng Hưng lắc đầu, có nghĩa là FA khác nhau. Ý nó là lắc đầu là không khác. Cô tưởng nó bảo là nó lắc đầu đó là nó khác. Rồi bây giờ hỏi Việt Anh này, theo con hai thằng FA này có khác nhau không hay là bằng nhau? Không khác. Rồi hai thằng khác, hai thằng không khác. Bây giờ này, trước khi mà cô bày mẹo, cô sẽ giải ra cho con thấy nha. Rồi bây giờ cô không bày cách tính nhanh, cô làm từ từ. FA gỗ, FA là bằng D nhân V, đúng không? D này là D gì đây? Vinh. D lỏng cụ thể nhúng vào trong môi trường nước, tức là D nước. Nhân V gì đây? V của gỗ. FA thép bằng gì đây? Việc ăn. Về thép. Rồi bây giờ cô nói nè, D nước này có bằng D nước này không? Có. V gỗ này có bằng V thép không? Có. Có nghĩa là hai cái thằng bên này có bằng nhau không? Có. Thì FA gỗ như thế nào so với FA thép? Ừ, bằng nhau. Nghe chưa? Đây là cách cô chứng minh. Tuy nhiên nếu con gặp một bài toán như thế này, không thể nào mà ngồi chứng minh ra được nha, nó lâu, nó tốn thời gian. Vậy thì con hãy nhớ cho cô, một khi đã cùng thể tích là cùng V, dù cho 5 vật, dù cho 10 vật đi chăng nữa mà cùng thể tích, cùng V và cùng nhúng chìm vào trong môi trường nước, tức là cùng D rồi. Cùng V, cùng D thì lực đẩy Archimedes của nó như thế nào? Đều là gì? Bằng nhau hay là khác nhau? Ừ, bằng nhau. Nhớ giùm cô câu đó nghe. Cùng thể tích, cùng môi trường chất lỏng nhúng vào,
thì FA của chúng ta luôn luôn bằng nhau nha. Rồi chỗ này chọn gì nhỉ? Câu này là hồi nãy là gặp gọi ai đây nhỉ? Gọi đứa. Ờ à, rồi Vân. Ừ, câu C. Nhớ cho cô nha. Câu C là câu đúng. Còn lý do vì sao đúng, chỉ cần khi cô quay ngược trở lại bài này, chỉ cần nói cho cô một câu đó là gì? Cùng thể tích là 1, cùng nhúng chìm vào trong môi trường nước là 2, cùng V rồi, cùng D rồi, thì chắc chắn một điều cùng FA, và FA của chúng là bằng nhau nha. Nghe, để ý câu này chứ đừng có chứng minh nó lâu à. Chứng minh bài này chắc cũng phải là 3-4 phút nếu như mà đứa nào tốc độ nhanh, suy nghĩ nhanh. Nhưng mà cái vấn đề chứng minh đó là vấn đề nằm bên chỗ tự luận. Còn bây giờ chúng ta làm bên trắc nghiệm mà. Câu này không cần. Nhớ, cùng thể tích, cùng D, cùng V, cùng D thì là FA bằng nhau. Chọn câu C. Cô lướt qua nha. 3C nha. Câu số 4. Càng lên cao. Câu này quen lắm. Câu này có trong sách này. Ngay chỗ hắn giờ nó cũng không biết là trong sách là chỗ nào đâu, biết mà. Nhìn Việt Anh nó cười là biết mà. Mi viết chỗ nào không Việt Anh? Đúng, chỗ nào? Đúng, chính xác. Cái bình chỗ phần thông nhau. Nhưng mà tại cái bình thông nhau đó là nằm trong chỗ nào? Lật sách cho chúng ta nhớ. Ngồi đó. Ngay chỗ phần kết luận. À, đối với bình thông nhau mặt thoáng của chất lỏng trong các nhánh ở cùng một độ cao, khi nào tìm cho cô cái chỗ đó nào, toàn bộ tìm cho cô đi, tìm cho nhớ. Đúng, chính xác. Thấy chỗ đó chưa? Hưng thấy chỗ đó chưa? Chưa, giả mà cho nó 5 phút thì nó cũng chưa tìm ra được. Thằng Vinh thấy được chỗ đó chưa? Ờ à. Đó, đối với bình thông nhau mặt thuận. Mi nói cô giật mình đó nghe. Tự dưng đang nói cho nó á một phát. Mặt thoáng của chất lỏng trong các nhánh ở cùng một độ cao khi. À, bằng bé Phương nói đúng nè. Các nhánh chứa cùng một loại chất lỏng và đang ở trạng thái đứng yên. Cùng một loại chất lỏng và ở trạng thái đứng yên thì nó sẽ cùng một độ cao. Chọn câu B. Chính xác nha. Khi vật của chúng ta ở trạng thái lơ lửng thì FA của chúng ta sẽ bằng P. Và lực đẩy Archimedes sẽ bằng trọng lượng của vật, FA bằng P nha. Chọn câu A này. Đó. Đây này. Đó là câu 6. Ghi vô nha, AB. Câu A. Câu 6 là câu A. Lực đẩy Archimedes bằng trọng lượng của vật. Là đề 13, đề cuối cùng của chúng ta. Xong cái đề này là phải làm lại một cái đề kiểm tra chứ không là tụi bay. Rồi đề số 14, đề cuối cùng của chúng ta. Câu số 1, Vinh. Cụm từ nào là cụm từ chốt? Rồi chìm trong chất lỏng. Rồi bây giờ nói cho cô nghe, một vật mà chìm trong chất lỏng thì chúng ta có cụm từ gì? FA như thế nào so với P? Đúng, FA nhỏ hơn P. Tuy nhiên trong tất cả các câu của con, nó có FA nhỏ hơn P không? Nhưng chúng ta sẽ liên hệ qua gì? Trọng lượng riêng. Vậy thì FA thì bao giờ cũng dính với D lỏng hay D vật? Đúng. P thì bao giờ cũng gắn với D. D vật. Vậy D lỏng như thế nào so với D vật? Ông B thì D lỏng như thế nào so với D vật? Ừ, nhỏ hơn chứ cô nhìn vô cái câu đó làm gì? Mình đang nói vấn đề về lý thuyết mà. D lỏng nhỏ D vật, nhìn vô chọn câu gì? Tức là trọng lượng riêng của vật lớn hơn trọng lượng riêng của chất lỏng. Chọn câu gì? Câu C. À, câu 1 này
ghi vô cho cô. Chào nhỏ. Câu 1 này ghi vô cho nhỏ. Nó không có F, A với P thì người ta sẽ đưa ra là dạng trọng lượng riêng của nó. D là ổng nhỏ hơn D vật. Đó là đề số 14 đó nha. Câu số 2, Việt Anh. Ừ, câu D. Khi quẹt diêm, nhà có một cái hộp diêm đó, khi con quẹt thì bắt buộc con phải cần lực ma sát. À, để làm sao? Có cái độ ma sát nha. Có cái độ ma sát thì chúng ta mới quẹt diêm cháy, còn không thì nguyên diêm của chúng ta nó trơn quá, sao mà nó ma sát được, sao nó quẹt ra lửa được. Bản trơn và quá nhẵn. Bản trơn thì làm sao cô viết cho tụi con thấy? Bắt buộc phải cần lực ma sát. Mà cần thì nó là cái có lợi. Khi phanh gấp muốn xe dừng lại, cần ma sát không? Cần chứ. Nha, đây là chỗ này chúng ta chọn câu đề này. À, câu đề đúng này. Đó. Đọc đề thì đọc, cố gắng đọc cho hết 4 câu, đừng có đọc câu A thế đúng rồi mừng quá nhắm mắt nhắm mũi. Chính xác, càng lên cao áp suất khí quyển càng giảm. Chính xác. Câu B. Đúng rồi. Dù anh ta có nhẹ hay anh ta có nặng đi chăng nữa thì đã là vật bao giờ cũng có trọng lượng. Mà chỗ này người ta bảo là không có. Không có có nghĩa là người ta sai. Thì câu này là câu sai này. Tiếp. Đúng hay sai? Vì sao? Đúng rồi. Bởi vì vật nhẹ cũng có quán tính, vật nặng cũng có quán tính. Câu D thì rõ ràng sai luôn. Chúng ta chọn câu A nha. Hơn 3A nha. Hơn tăng áp suất của chúng ta. Bây giờ nhớ công thức không? Ờ, đọc cho cô nghe công thức nghe nè. Đúng, chính xác. P bằng S chia S. Muốn tăng áp suất này chúng ta có bao nhiêu cách? Đúng, chính xác. Con nhớ đúng rồi, 3 cách. Cách đầu tiên dễ nhất. S này của chúng ta phải sao? Áp lực S. Đúng. Áp lực S tăng, diện tích S phải sao? Tỷ lệ nghịch này. Đúng, diện tích S phải giảm. Bước thứ hai, ăn theo bước thứ nhất, giữ nguyên một thằng. Tập trung vô nha, tập trung vô nha. Giữ nguyên áp lực S, diện tích S giảm. Bước thứ ba, áp lực S giữ tăng và diện tích S giữ nguyên. Rồi bây giờ nhìn nha. Giảm chiều cao. Đúng hay sai? Ừ đúng rồi. Có thấy chiều cao ra mà bảo nó đúng. Câu A sai. Rồi đúng. Câu B tạm chấp nhận đúng. Biết đâu còn câu C câu D nữa. Đúng rồi. À, chính xác. Do đó chúng ta chỉ chọn câu gì? Câu B. Dễ quá hề. Rồi. Câu này nè. Tập trung vô câu này nha. Câu này nó sẽ Nó khó nó cũng chả khó. Mà nó dễ thì nó cũng chả dễ. Chẳng qua là chúng ta chưa từng gặp. Chưa từng gặp. Thì bây giờ cô sẽ giảng cụ thể cái bài này luôn nha. Trình bày cái bài này vô nha. Ít bữa là cô sẽ cho làm lại cái bài này đó. Rồi bây giờ trước khi vô bài này, cô sẽ nói vấn đề về lý thuyết một xíu nha. Thả một cục nước đá có thể tích thì thành phần thể tích cục nước đá nổi. Bây giờ cô chưa nói vấn đề về bài, cô chỉ nói vấn đề là lý thuyết nha. Cô sẽ đề cập vấn đề là trạng thái nổi của vật. Cô ghi ở dưới này nha. Trạng thái nổi, vật nổi á. Vật của cô đã nổi trên mặt nước. Cô lấy ví dụ như đây. Đây. Vật của cô nè.
Đây là anh ta đang ở trạng thái não, tập trung vô bài này. Nghe, nếu người ta ra câu phân loại đôi khi nó sẽ dính vào bài này, mà con phải hiểu đã. Đây là trạng thái não của cô. Vật của cô đang ở trạng thái não, thì thằng chim của cô giả sử như đây. Đó. Bây giờ máu chấu của cô này, khi anh ta ở trạng thái nổi như thế nào, FA như thế nào so với P đã? Đột. Để ý nha Vinh. Nếu như mà cô chỉ bảo một câu là sẽ nổi lên, tức là anh ta sẽ có xu hướng chuyển động đi lên, mới là lớn hơn. Còn ở đây là nó đã nổi nè, nó đã nổi, nó sẽ ở trạng thái đứng yên và FA của cô sẽ bằng B nha. Để ý chỗ đó. Vậy thì chỗ này, khi anh ta ở trạng thái nổi như vậy, FA sẽ bằng B. Lực đẩy SMS sẽ bằng trọng lượng của vật, là điều thứ nhất. Đừng ghi gì hết, đừng ghi gì hết, nghe giảng đã. Đây là vấn đề đầu tiên. Vấn đề thứ hai này, cả một cái cục, cả cái vật này cô sẽ gọi là V. V vật. Đây này, để ý nha, toàn bộ cái thằng này sẽ là V vật. Nhưng mà con sẽ thấy có một phần anh ta bị gì đây? Đúng, bị chì. Còn một phần anh ta sẽ bị gì đây? Bị gì đây? Phần này chúng ta sẽ gọi là gì? Có bị chìm trong nước không? Không. Không thì cô sẽ là nói là cái phần này sẽ là phần gì? Phần gì mấy đứa? Nói bằng cái từ tiếng Việt mà. Gì nhỉ? Lơ lửng trên mặt nước vô duyên. Gì lơ lửng anh? Thằng này chúng ta sẽ... Ờ à, đúng rồi, nó nổi nha. Tự nhiên bảo lơ lửng trên mặt nước. Rồi bây giờ con sẽ nè, cái chỗ này, cái chỗ mà màu trắng này, cô sẽ bảo là thằng này là V chì. Được chưa? Cái thằng mà không dính với mặt nước, không dính, không chìm, cái phần trắng trắng này nè, cô sẽ bảo là V nổi. Được không? Nhưng mà chỗ này, đôi lúc người ta sẽ không bảo là V nổi đâu. Người ta sẽ dùng một cái chữ là V nhô. Tức là phần thể tích nhô trên khỏi mặt nước. Được không? Nha. Đôi lúc người ta sẽ dùng như vậy. Đây, để ý nè. Đây là toàn bộ vật của cô. Được chưa? Cô sẽ nói cụ thể cái phần này. Đây là toàn bộ V vật của cô. V vật này nó sẽ chia ra thành hai phần. Một phần là chìm ở trong môi trường nước, một phần là nổi ở trong môi trường nước. Cô giả sử như đây là nước đi nha. Thì V vật sẽ bằng V chìm cộng cho gì? Nó chia ra thành hai phần mà, một phần chìm, một phần nổi mà. Thì toàn bộ vật này nó sẽ bằng V chìm cộng cho cái phần ở trên. Đó là V gì? V gì? Mấy đứa? V nổi thôi nha. Và nhớ cho cô, đôi lúc cái chữ nổi này người ta sẽ bảo là chữ nhô đấy. Nhô lên trên khỏi mặt nước. Đó là vấn đề đầu tiên. Vấn đề tiếp theo là khi anh ta đã nổi thì là FA sẽ bằng P nha. Chỗ này được không? Nhưng mà riêng này, FA này chúng ta hiểu nó sẽ bằng D nhân gì? FA này tương ứng là D. Tập trung vô mấy đứa, bài này nó lạ mà sao cái cuối gầm mặt vậy. FA là bằng D nhân gì? V. Đúng không? D gì? D nước, hoặc là cô chỗ này cô ghi là D lỏng. Được không? B này cũng là bằng D nhân V. Rút gọn nhé. Không thể nào rút gọn được. Được không? Bởi vì D lỏng, V này, FA tương ứng là V gì? V á, FA bằng D lỏng nhân cho V gì? Việt Anh, theo con V này là V vật hay là V gì? Đúng rồi, là V chìm chứ. Chìm
Nè thằng Việt Anh nha, nó tục nha. Mi tắt mic rồi nhưng mà cô nhìn cái khẩu hình miệng nó nha. Nghe. Chìm bao nhiêu thì tính bấy nhiêu. Chỗ này nó chỉ chìm một phần thì chúng ta đi tính về về chìm. Và P ở đây là trọng lượng của vật, chính là bằng D nhân V. D gì? D vật. V gì? V vật. Nha. Vậy thì cái bài này ghi giùm cho cô chỗ này cái. Bây giờ cô mới giải nè. Đây là cái phương pháp của cô. Có nghĩa là cái bài này chúng ta sẽ sử dụng hai công thức. Chúng ta sẽ đề cập đến hai công thức thôi. Gặp bài này, gặp dạng toán này, đề cập đến hai công thức. Một là F3 bằng B. Hai là sử dụng công thức V vật bằng V chìm cộng V nổi. Vậy câu số 5 này. Câu số 5 này. Thả một cục nước đá có thể tích 100cm khối. Đây là gì? Vào nước, người ta cho D nước, D lớn của nước. D lớn này là trọng lượng riêng hay là khối lượng riêng đây? Phương. Rồi, D lớn của nước, D nước này. 1000 kg trên mét khối. D của nước đá. ND là của nước đá. Bằng 920 kg trên mét khối. Thì phần thể tích cục nước đá nổi. Thì phần thể tích cục nước đá nổi, tức là đi tìm V gì? V gì mấy đứa? Thì phần thể tích là V. Nước đá nổi. V gì? V nổi. V của cục nước đá nổi này là bao nhiêu? Thể tích của cái phần nổi là bao nhiêu? Đó. Đó, đi tìm V nổi này. Nhớ giờ, bài này sẽ có hai công thức. Bài này sẽ có hai công thức. Nha. Nhưng mà hai công thức, nhưng mà cái vấn đề đó thì chúng ta tạm thời chúng ta để qua một bên, chúng ta sẽ phân tích cái đề này. Thì phần thể tích cục nước đá nổi có chữ nổi. Có chữ nổi. Thì chúng ta sẽ đưa ra được một vấn đề là gì? Vì nước đá nổi, cục nước đá nổi. Này, FA của chúng ta như thế nào so với P? Phương. Đã nổi mà con. Cục nước đá nổi mà nó đang ở trạng thái nổi mà. Đang ở trạng thái. Bằng B. Nha, chó làm gì mà sủa dữ vậy kìa. FA bằng B kìa. Rồi. FA này của chúng ta, công thức của chúng ta là gì? Bởi vì nó có một cái phần chìm nên là gì? D lỏng nhân gì? V gì? V chìm. Bằng P này là gì? D vật nhân cho V vật. V vật ở đây là V của nước đá. D của nước đá. V của nước đá. Bây giờ cô hỏi nè, thế D lỏng này chúng ta tính được không? Mấy đứa? Trọng lượng riêng của chất lỏng, tức là trọng lượng riêng của nước á, đi tính được không? Có nghĩa là đang không chắc. Chắc là có là không chắc. Hơn tính được không? Một là được, hai là không. Đừng có chắc là. Đó, nghe cái giọng cười của ông Việt Anh chưa? Hơn được không? Một là được, hai là không? Chắc được. Nghe cái câu chắc được, không chắc lép. Đừng có chắc lép. Bé Phương được không? Được không con? Phương, Hương đừng nói để cứ... Được không? Con nghĩ là được. Vậy thì theo con làm sao để đi tính ra được đề nước nè. Đúng, chính xác, đúng rồi. Nha. Việt Anh, làm sao tính? Đúng rồi, có đề lớn, có khối lượng riêng thì ngay lập tức đưa ra trọng lượng riêng. Quá dễ đúng không? Thế mà chắc lép.
thì chỗ này chúng ta có khối lượng riêng của nước là 1.000, thì trọng lượng riêng của nước d nước sẽ bằng 10 nhân d khối lượng riêng, bằng 10 nhân cho 1.000 thì ra 10.000 newton trên mét khối. Rồi có d nước đá, có khối lượng riêng của nước đá, ngay lập tức đi tính ra d trọng lượng riêng của nước đá bằng bao nhiêu đấy? 10 nhân d nước đá bằng bao nhiêu nhỉ? 9200 newton trên mét khối. Chỗ này được không mấy đứa? Rồi bây giờ cô hỏi nè, nhìn nè, d nước có chưa? D nước đá có chưa? V nước đá có chưa? Có chưa? Đấy, thế V chìm tính được không? Được. Nhưng mà có một vấn đề là cô chưa đổi đơn vị. Hãy đổi giúp cô ra đơn vị mấy khối. Rồi bây giờ nè, bây giờ nè, D nước có, V chìm chưa có, D nước đá có, V nước đá có, đi tìm được V chìm không? Được, vậy tính giúp cô cái nè. D nước đá của chúng ta là 9200 nhân V chìm bằng, từ từ, D nước mà chỗ này là D nước này, 10.000. V chìm của chúng ta là chưa tìm được. D nước đá của chúng ta là 920, 9200 nhân cho V nước đá của chúng ta là 0.0001. Đi tìm cho cô nó chìm bao nhiêu. Bằng, tính giúp cô nè, dùng máy tính đi. 1, 2, 3, 4 hả con? Việt Anh. 92, đơn vị chỗ này là gì Việt Anh? Chính xác mày cậu. Tới chỗ này hiểu không? Đừng viết gì hết, nghe giảng cho nó hiểu. Rồi con có V chìm rồi, mà khi con nhìn vô cái hình này, con sẽ học, họ bảo chúng ta là đi tìm V cục nước đá. Mà nè, nhìn hình luôn, V của cục nước đá bằng gì? V chìm cộng cho V gì? V nổi, đúng không? Toàn bộ vật của chúng ta sẽ có một phần chìm và một phần nổi. Vậy thì V nước đá có chưa? Có chưa? V chìm có chưa? Đi tìm được V nổi không? Được. Vậy V nước đá của chúng ta là 0.0001 bằng V chìm, con tính ra cho cô là 0.00092. 0.00092 cộng V nổi. Vậy V nổi tính ra giúp cô nè, V nổi bằng 0.00 mấy số 0? Ừ đúng rồi, 5 số 0. 8, đơn vị chỗ này là gì Việt Anh? Nhưng đáp án của chúng ta có mét khối không? Không hề, mà là cm khối. Đúng, nhân cho bao nhiêu? Đúng, nhân cho 1 triệu là 6 số 0 ấy. Ờ, dài, nhưng mà khả năng câu phân loại nó sẽ rơi vô bài này. À, nên là từ giờ cho đến lúc thi là chúng ta cũng phải gặp là 4-5 bài cô sẽ cho tương tự như vậy, làm cho thuộc luôn. Rồi, bây giờ nè, bài này phải giải vẽ hình phần này qua, rồi tới phần này nha, trình bày vô giúp cô. Cô xin lỗi, câu số 6, hai lực cân bằng là hai lực có. Ai nói nhanh chỗ này? Ừ, hai lực cân bằng là hai lực phải hội tụ được 4 yếu tố. À, 4 yếu tố. Thứ nhất, hai lực cân bằng này, ghi cái này vô. Hai lực cân bằng là hai lực cùng tác dụng vào một vật, tức là cùng điểm đặt đấy, cùng phương, cùng phương, ngược chiều, ngược chiều,
và cùng độ lớn. Cùng độ lớn nha. Hai lực cân bằng phải là hai lực phải hội tụ được bốn yếu tố cùng tác dụng vào một vật, cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn. Chọn câu gì đây? Sao nhỉ? Chọn câu gì? Việt Anh, thằng Việt Anh nó ngầu nó cười kìa. Chọn câu gì Việt Anh? Ừ, câu D là câu đủ, đầy đủ nhất nha. Đừng có thấy câu này dài nhất là chọn không phải. Mà cái này họ đang hỏi hai lực cân bằng là hai lực ABCD luôn. Cô xin lỗi ABC luôn. Chúng ta chọn câu D.